Bố mẹ của tiền đạo Huỳnh như xúc động khi gửi lời chúc đến con gái trước trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup nữ 2023 với đội tuyển nữ Mỹ lúc 8 giờ sáng hôm nay 22 tháng 7. Trước trận đấu, ngay từ rất sớm, bố mẹ của tiền đạo Huỳnh Như đã có mặt tại sân vận động Eden Park để cổ vũ cho con gái và đội tuyển nữ Việt Nam. Mẹ của Trân Sút sinh năm 1991 không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi thấy con gái trưởng thành. "Tôi đã gặp con khi đến New Zealand, tôi động viên con không sợ đối thủ, quyết chiến vì màu cờ sắc áo", mẹ Huỳnh Như xúc động nói. Bố của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng không quên khích lệ tinh thần các con. Huỳnh Như nói: "Cha và mẹ đi New Zealand, hồi nhỏ cha và mẹ chở con đi đá bóng. Bây giờ con thành đạt rồi, con muốn cha mẹ sẽ đi cổ vũ cho con ở mọi giải đấu. Trước trận đấu tôi xin chúc con và toàn đội hãy thi đấu hết mình, hãy cố lên không ngại một đối thủ nào hết, chiến đấu vì màu cờ sắc áo", bố Huỳnh Như chia sẻ. Bố mẹ của Huỳnh Như là ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài đã có mặt tại New Zealand từ ngày 20 tháng 7 để cổ vũ con gái và các đồng đội ở đội tuyển nữ Việt Nam. Chắc chắn đây sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với Trân Sút quê Trà Vinh.